Xin chào các bạn. Hôm nay lại dắt các bạn đi giao cây đàn CLP 440. Bây giờ tụi mình bắt đầu đi nha. Rồi mọi người ơi, Hoàng rất là cảm ơn vì dạo gần đây Hoàng nhận được khá là nhiều cái lời khen từ mọi người, là mọi người vô xem clip YouTube của Hoàng thì mọi người đã có thể tự lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp. Đó. Thành ra thông qua clip này Hoàng cũng cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ Hoàng. Hoàng và công ty Hoàng sẽ cố gắng hết sức để mà đem lại các dịch vụ tốt nhất có thể. Tuy nhiên cũng không thể nào mà tránh khỏi các sai sót. Vì vậy trên tinh thần cầu tiến thì Hoàng sẽ nhận hết những cái khiển trách. Nếu như các bạn yêu thương thì cứ khiển trách thực tâm nha, cứ khiển trách để mà tụi Hoàng còn biết đường mà tụi Hoàng điều chỉnh lại cái dịch vụ của mình. Rồi tới nhà các anh khác rồi. Chắc là sử dụng cái này thì chắc là sử dụng chắc không cần phải hướng dẫn hết. Dễ là có mười mấy tiếng ở đây. Để ví dụ là 1 2 3 4 5 6 7. Cấp độ là 14 nhưng mà nó có variation. Nhấn vô cái này một cái tiếng khác thôi. Chẳng hạn chưa có variation. Đây là tiếng lên. À variation cả. Và tiếng khác thành ra là 14 nhân 2 là 28 tiếng. Yeah. À, thành ra cái này 28 tiếng. Nhưng mà cái đó là Seraphim, bộ đó Seraphim. Còn này bộ lễ của tiếng Anh, của nước ngoài là người ta hát này. Hát cái đoạn nước ngoài là hát bài này. Mà bài này hay hơn Seraphim nha. Đó, chọn piano. Piano hay nhất thì chắc là piano số 1 đó. Nó sáng đủ. String không, tiếng piano không, mình nhấn hai phím,
khả năng kết hợp luôn. Bài gì mà kết hợp vậy ta? À, thế là mình sẽ phải căn theo cái bài nhạc đó đúng không? À, cái đó là cái sở thích. Đúng đúng cũng căn, ví dụ cái nhạc nhạc nhẹ nhẹ thì đúng, lót nó mới êm chứ còn mà nhanh nó không lót được. À. Tiếng thì nó nằm đây. Dạ. Yeah. Ghép hay không ghép là cái ý của mình. Vậy thôi, nếu mình muốn nghe nhạc nữa thì có thể mình nhấn vào cái phần song. Song là mình nhấn play là nó kêu. Chẳng hạn song thì nó có song song lead thì nó có U1 ha, nó có on. Ví dụ on and song. À song, chẳng hạn mình nhấn vào cái song, mình chuyển qua cái preset. Preset này. Dạ. Yeah. Thì preset nó có khoảng 50 bài. Tương ứng với 50 bài này luôn. À. Đó. Ví dụ mình cộng nó lên này, vậy mình da mình lùi lại. Yeah. Mình lùi được tới bài 50 là 49. Chẳng hạn mình nhấn nút play. Bắt đầu nó chơi. Nó tự chạy rồi. Đúng rồi, nó sẽ chơi. Bài 49. Coi ra quyển này với cái bài này nó có khớp nhau không? Hay là quyển khác? Xin chào anh.